Chào các anh chị các bạn. Chúng lại tiếp tục các cái nội dung liên quan đến tự học phần mềm kế toán Visa. Trong nội dung buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn tiếp liên quan đến phần hành. Hôm nay sẽ hướng dẫn một trong các phần hành nghiệp vụ, phần đơn giản thôi, đó là phần liên quan đến quỹ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn nhập phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm Visa. Và như buổi hôm trước thì chúng ta đã làm quen với các phần liên quan đến danh mục mở sổ rồi này, nhập số dư đầu kỳ rồi này. Nay chúng ta sẽ hướng dẫn tiếp theo liên quan đến phần nhập nghiệp vụ phát sinh. Thì trong phần nghiệp vụ này để các bạn thực hiện thì sau khi thu thập xong các chứng từ xử lý xong thì các bạn sẽ nhập vào phần mềm. Đấy, tức là hạch toán nợ có này. Thì cách thức nhập là chúng ta sẽ chọn các phần hành tương ứng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu phần hành đầu tiên là liên quan đến quỹ để các bạn nhập các cái phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm. Có hai cách thức để các bạn có thể làm nhập phần mềm. Một là các bạn vào nghiệp vụ, chúng ta chọn quỹ và sau đó chúng ta chọn các phần hành liên quan đến thu tiền, chi tiền. Cách thứ hai các bạn có thể truy cập bằng cách ở phía tab bên tay trái, chúng ta bấm vào cái module quỹ đấy. Module quỹ thì ở góc trên này chúng ta cũng sẽ có các cái lựa chọn liên quan đến thu tiền, chi tiền. Đấy là hai cách để các bạn có thể vào các nhập các phiếu thu, phiếu chi. Thế thì về các nghiệp vụ này các bạn làm như nào? Tôi sẽ lấy thông qua các ví dụ. Trước hết tôi giải thích về phần phiếu chi trước thì các bạn sẽ gặp nhiều hơn. Đây, tôi lấy qua các ví dụ. Như bạn nhìn thấy trên màn hình, tôi có các hóa đơn đầu vào. Đây là hóa đơn về ăn uống, dịch vụ ăn uống tiếp khách, thanh toán bằng tiền mặt. Và như hóa đơn như này thì chúng ta sẽ làm ở phần quỹ nhé, chi tiền, đúng không ạ? Chúng ta có hóa đơn mua gì nữa? Mua các mặt phòng phẩm đúng không? Giấy, bút, pin. Thì hóa đơn này thanh toán bằng tiền mặt. Tóm lại là các hóa đơn mà giá trị nhỏ chúng ta thanh toàn tiền mặt thì các bạn sẽ làm ở form quỹ này. Tiếp theo các hóa đơn liên quan đến gì đấy ạ? Đến các dịch vụ viễn thông, về điện thoại, về internet, các hóa đơn thì các bạn cũng nhìn thấy. Đấy là rất nhiều các hóa đơn mà chúng ta có thể tóm lược lại các hóa đơn mà chúng ta thanh toán bằng tiền mặt. Vậy cách thức để nhập các phiếu chi liên quan đến thanh toán các hóa đơn này trên phần mềm như nào? Tôi sẽ lấy thông qua ví dụ. Ví dụ tôi lấy một cái hóa đơn liên quan đến cước viễn thông này, các bạn nhìn như này, thanh toán bằng tiền mặt. Vậy dựa trên thông tin hóa đơn này tôi sẽ nhập vào trên phần mềm Visa như sau. Chúng ta vào phần nghiệp vụ, các bạn chọn quỹ và các bạn xem bên này chúng ta sẽ chọn phần chi tiền. Các nội dung liên quan đến trả nhà cung cấp, nộp thuế hay nộp bảo hiểm tôi sẽ hướng dẫn sau nhé. Các bạn chọn đây, vậy cứ tiền tăng các bạn vào thu tiền, tiền giảm các bạn vào chi tiền. Đây, form phiếu chi hiện lên. Đây cũng là bài đầu tiên để tôi hướng dẫn nhanh một số các tab ở trên này, các bạn nhìn nhanh các cái phím trước sau để các bạn xem lại các nhiệm vụ phía trước, ví dụ trước ngày hôm nay, sau ngày hôm nay. Các bạn đang làm ở phiếu chi có thể bấm thêm tiếp để làm tiếp các phiếu chi. Chúng ta sửa hoặc xóa các nhiệm vụ, cất các nhiệm vụ, ghi sổ các bạn. Nào, để nhập một phiếu chi, đầu tiên chúng ta nhìn thấy có cái ô đối tượng. Vậy khi nào thì các bạn sử dụng đối tượng thì chúng ta nhớ lại ở phần danh mục đấy trước các bạn là đối tượng này, khi mà chúng ta liên quan đến gì khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, tức là các tài khoản công nợ đây 131, nhà cung cấp là 331, nhân viên là tạm ứng 141, thì các bạn thì bắt buộc nhớ nhé, bắt buộc số đối tượng này các bạn sẽ phải chọn. Ví dụ như các bạn trả cho nhà cung cấp này hay tạm ứng cho người lao động này thì bắt buộc các bạn chọn đối tượng. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta cũng có thể khai báo đối tượng khi mà chúng ta liên quan đến các hóa đơn mà có thuế giá trị gia tăng thì các bạn nên khai báo tên nhà cung cấp vào đây luôn để phục vụ cho việc kê khai thuế. Đây tôi quay lại ví dụ. Ở đây tôi có hóa đơn, các bạn nhìn thấy hóa đơn giá trị gia tăng, đúng không? Có cái phần thuế. Vậy tôi sẽ khai báo đối tượng đây để tôi kết hợp việc kê khai thuế luôn. Hiện tại tôi bấm đây, hiện tại tôi chưa thấy nhà cung cấp này. Có hai cách, một các bạn nhà cung cấp thiếu tên người bán này, các bạn có thể bấm vào cái dấu cộng màu xanh này. Hoặc là các bạn nhìn thấy ở phía dưới góc dưới có cái hướng dẫn đấy, các bạn có thể bấm phím F9 để thêm nhanh trong trường hợp mà chưa có đối tượng. Đây, tôi sẽ bấm phím F9. Đấy, cửa sổ hiện lên. Các mã tôi để nguyên, tôi sẽ khai báo tên. Tên nhà cung cấp này, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Các bạn nên gõ thêm cái mã số thuế nhé trên hóa đơn để phục vụ cho việc kê khai thuế 01006.
mã số chi nhánh của Mobifone. Lưu ý gồm mã số thuế, khi các bạn gõ sai cấu trúc thì khi bạn cất chương trình cũng sẽ báo lỗi đấy. Mã số thuế các bạn nhớ là 10 số hoặc là chi nhánh là 13 số. Đấy, sau khi tôi khai báo xong tôi bấm vào nút cất. Thông tin về người nhận phiếu chi, các bạn chi tiền cho ai thì các bạn ghi tên người đó, như là nhân viên nào thu tiền của Mobifone, hoặc là các bạn chi trực tiếp cho nhân viên của phòng hành chính kế toán chúng ta chi chẳng hạn. Xuống ô lý do chi thì bạn bấm vào đây, nó sẽ có 3 cái lựa chọn: chi tạm ứng cho nhân viên, gửi tiền vào ngân hàng, hoặc là chi khác. Và trường hợp tạm ứng tức là nợ tài khoản 141 thì các bạn chọn trường hợp này. Gửi tiền vào ngân hàng là nợ 112 thì các bạn chọn trường hợp này. Còn lại tất cả các trường hợp khác thì chúng ta chọn chi khác giúp tôi. Chi khác thì sang ô bên này các bạn sẽ gõ thông tin thanh toán cước viễn thông tháng mấy, tôi ghi rõ mà tháng 11. Các bạn nên ghi chú bởi ngoặc thêm số hóa đơn để phục vụ cho việc tra cứu sau này. 0306424. Phần nhân viên, trường hợp chúng ta muốn theo dõi thu chi theo nhân viên nào các bạn chọn, còn không các bạn bỏ trống phần này, kèm theo một chứng từ gốc các bạn gõ 01 vào. Tab sang tiếp ngày hành toán. Chương trình thì luôn luôn gợi ý là ngày của máy tính, nếu trường hợp các bạn gõ lại thì các bạn sẽ cần tập căn cứ theo thông tin trên hóa đơn chứng từ các bạn. Đây là ngày 27 tháng 12 2018. Chúng ta gõ đề luôn là 27/12/2018. Ngày chứng từ sẽ gợi ý giống ngày hành toán. Các số phiếu các bạn để nguyên nhé, không phải gõ lại gì cả. Tiếp tục loại tiền Việt Nam đồng. Lưu ý là nếu các bạn mới làm trên các form này, chúng ta nên sử dụng phím di chuyển, phím tab ở trên bàn phím nhé, TAB để viết tiền. Xuống tiếp thông tin hạch toán. Ở đây sẽ phần hạch toán, thì các bạn sẽ hạch toán về nợ có ở đây. Đây là hóa đơn cước viễn thông. Chúng ta có phần tiền hàng, tiền thuế. Vậy phần tiền hàng này chúng ta sẽ hạch toán vào chi phí 6422, chi phí quản lý doanh nghiệp. Phần tiền thuế chúng ta hạch toán vào tài khoản thuế đầu vào 133, và tổng tiền là chúng ta thanh toán bằng tiền mặt. Tôi sẽ gõ vào đây. Nợ tài khoản 6422, đây là phần chưa có thuế. Đây các bạn sẽ gõ 615159. Bạn bấm xuống dòng số 2, tài khoản thuế đầu vào các bạn gõ 1331. Và số tiền thuế theo như hóa đơn 6116. Vậy tổng hóa đơn chúng ta kiểm tra là 67.275. Các bạn luôn luôn đối chiếu với hóa đơn nhé, cho đúng 67.275. Được chưa? Vậy cái tab số 1 là chỉ chúng ta phần hạch toán nợ có đây. Thì do chúng ta chọn phiếu chi thì phần mềm luôn luôn gợi ý tài khoản có là 11 rồi. Các bạn chỉ gõ phần tài khoản nợ thôi, 642133. Đây là hạch toán xong rồi. Thế ở đây có liên quan đến tài khoản 433 thì các bạn nhớ chúng ta sẽ sang tab số 2. Đấy ạ, tab số 2 để thuế, thì các bạn sẽ kê khai cái hóa đơn này. Vậy trên phần mềm này vừa kết hợp việc hạch toán, kế toán và kê khai thuế luôn. Nhưng chúng ta nhớ như vậy giúp. Đấy, ta bấm tab số 2. Cái tiền thuế ở bên tab số 1 sẽ tự động gợi ý sang đây rồi. Các bạn sẽ khai tiếp các thông tin thuế suất. Các bạn gõ 10%. Giá trị hàng hóa nếu khác so với hóa đơn thì các bạn sửa lại. Giá trị hàng hóa đây là 61159. Tôi sẽ sửa lại một chút. Ngày hóa đơn, và các bạn gõ thêm số hóa đơn nữa, 0306424. Nhóm hàng hóa dịch vụ đủ khấu trừ các bạn luôn để ở số 1 nhé. Đấy, vậy tab số 1 là hạch toán, tab số 2 là kê khai thông tin của hóa đơn. Vậy cái hóa đơn này tôi đã chi bằng tiền mặt đã hạch toán xong, thì các bạn bấm một nút cất ạ. Hoặc nếu bàn phím chúng ta có thể bấm là Ctrl S. Nếu chương trình hỏi là năm khác với năm hạch toán, đây là đang năm 19, tôi làm là chứng từ năm 18, thì các bạn cứ chọn yes nhé. Đây là hoàn tất một nghiệp vụ. Để nhắc lại, vậy các thao tác cơ bản ở trên phần quỹ này, nhắc lại như sau. Nếu trường hợp làm thu tiền, các bạn vào phần nghiệp vụ quỹ và chọn thu tiền. Nếu chi tiền, các bạn vào phần nghiệp vụ quỹ và chi tiền. Ô đối tượng, khi hạch toán liên quan đến các tài khoản công nợ như là phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp,
vay nợ hay tạm ứng thì các bạn bắt buộc phải chọn. Trường hợp nếu chúng ta không chọn thì phần mềm cũng sẽ báo lỗi khi các bạn ghi dữ liệu đấy. Và trường hợp thứ hai, các bạn sẽ khai báo nhà cung cấp khách hàng để phục vụ cho việc kê khai thuế, tức là cứ khi nào liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng thì các bạn sẽ khai báo đấy. Thế còn những trường hợp còn lại thì các bạn đối tượng phải bỏ trống giúp tôi. Đấy là phần thông tin về đối tượng. Thông tin về người nhận địa chỉ, phần này là sẽ để thể hiện trên cái phiếu chi các bạn đây. Đấy, thông tin người nhận địa chỉ thì lý do chi tôi vừa nhắc rồi, chúng ta có 3 trường hợp này. Chi tạm ứng tức là khi bạn hạch toán nợ tài khoản 141, gửi tiền vào ngân hàng khi bạn hạch toán nợ tài khoản 112. Còn các trường hợp còn lại chúng ta chọn khi khác. Tiếp theo các thông tin về ngày, chứng từ ngày hạch toán, số chứng từ. Tab số 1 đơn thuần hạch toán tức là bạn hạch toán nợ có đấy. Thế còn tab số 2 là để kê khai thuế giá trị gia tăng. Thì chúng ta luôn lưu ý là các bạn phải hạch toán xong cái tài khoản thuế thì bắt đầu mới sang tab số 2 để kê khai nhé. Tránh như một số các bạn hiểu lầm là tab số 2 hạch toán thuế thì không phải đâu. Tab số 2 để gì là để kê khai thuế thôi nhé. Và chúng ta sẽ kê khai những thông tin gì ạ? Nói về ngày hóa đơn, số hóa đơn, tiền tiền hàng, tiền thuế, thuế suất. Đấy là cách thức các bạn nhập phiếu chi vậy. Phần mềm sẽ hỗ trợ cho các bạn đây. Thứ nhất, in chứng từ, phiếu thu, phiếu chi. À, chúng ta sẽ xem. Đây, các bạn sau khi nhập xong nhiệm vụ, để góc trên bên trái có biểu tượng in đây, chúng ta bấm vào cái mũi tên nhỏ nhỏ đây, chúng ta chọn phiếu chi. Đây thì sẽ view lên cái phiếu chi cho các bạn đây. Đây phiếu chi. Thì nếu mà chúng ta đã có giấy phép sử dụng thì các bạn có thể in được ngay. Còn nếu chúng ta chưa có giấy phép sử dụng công ty của mình thì các bạn có thể bấm vào nút xuất khẩu. Là kết xuất ra Word hoặc Excel, các bạn sửa tên đi, chúng ta in các chứng từ phiếu thu chi. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phần mềm sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc là kê khai thuế hay cụ thể là để lập các bảng kê hóa đơn mua vào bán ra. Thì các bạn sẽ vào phần nghiệp vụ thuế, tờ khai thuế giá trị gia tăng để kiểm tra nhé. Đây, mình sẽ vào phần nghiệp vụ này, thuế này, tờ khai thuế theo pháp khấu trừ 101 đây. Đây còn bấm đây. Như tôi vừa rồi tôi nhập ở tháng 12 thì tôi sẽ chọn tờ khai quý 4 năm 2018. Các bạn nhớ tích chọn vào các phụ lục đấy, bảng kê mua vào bán ra. Được chưa? Và chúng ta sẽ xem. À, vừa rồi tôi nhập ở phiếu chi hóa đơn đầu vào và tôi sẽ xem ở phụ lục 012. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây cái hóa đơn mà chúng ta vừa nhập đấy. Hóa đơn ngày 27 tháng 12, hóa đơn 0306424, tên người bán, mã số thuế. Và những bạn nào học thuế thì biết rồi, đây chính là chúng ta lập bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào vụ kê khai thuế. À, vậy thì cái nhập trên phần mềm chúng ta thấy này, ngoài cái việc hạch toán kế toán thì phần mềm hỗ trợ cho các bạn gì ạ? Việc in chứng từ các phiếu thu chi này, hỗ trợ trong việc lập bảng kê hóa đơn mua vào bán ra phục vụ cho việc kê khai thuế giá trị gia tăng. Đây là thông tin cơ bản trên phần mềm như vậy. Đấy. Trên đây thì đã hướng dẫn các anh chị các bạn các bước cơ bản để các bạn nhập các cái phần hành quỹ, nội dung thu tiền, chi tiền, một vài cái lưu ý như vậy để các bạn như vậy. Để tương tự như vậy các bạn có thể nhập cho các cái hóa đơn chứng từ liên quan. Nếu như chúng ta vừa lấy ví dụ các hóa đơn về tiền điện, tiền nước, tiền xăng dầu, các hóa đơn mua văn phòng phẩm, các hóa đơn ăn uống tiếp khách nói mà giá trị dưới 20 triệu các bạn thanh toán bằng tiền mặt thì các bạn sẽ làm ở phần hành quỹ này. Chúng ta có thể thực hành cho các cái hóa đơn tương tự như vậy. Và đấy là phần hành đầu tiên. Và các bạn có thể tiếp tục thực hành để cho thành thạo các phần hành này nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo để hướng dẫn các phần hành kế toán nghiệp vụ khác. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.